Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Phân Lì Luffy. Ở chapter 960 trước đó, ta đã thấy sự xuất hiện của Kozuki Oden, Kinemon và đặc biệt là Denjiro thời cháu tre. Kinemon đã trộm tiền của Otoru, sau đó thì tiếp tục cướp con lợn tráng con từ tay của ba tên thợ săn và đem tới thủ đô Hoa bán. Cha mẹ của con lợn tráng con này, những sơn thần đã tới thủ đô Hoa để tìm con. Chúng tàn phá thủ đô Hoa một cách không thương tiếc. Và ở cuối chapter 960, Kozuki Oden xuất hiện, yêu cầu Kinemon, Denjiro đưa con lợn tráng con cho ông. Và chapter 961 mới nhất này với tiêu đề Sự kiện Sơn Thần đã tiếp tục những diễn biến tiếp theo về con lợn tráng con và cha mẹ của nó. Đặc biệt trong chapter 961 này, chúng ta cũng đã thấy hình ảnh đầu tiên về quá khứ của Kurozumi Orochi, tướng quân hiện tại của Wano Quốc. Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích chapter 961 này và đưa ra những dự đoán cho những chapter tiếp theo. Mở đầu chapter là khung cảnh một phần của thủ đô Hoa đã bị Sơn Thần tàn phá. Qua cái bóng đen này, ta có thể thấy Sơn Thần to lớn như thế nào. Kinemon vẫn còn ôm con lợn tráng con trên tay, chưa chịu đưa cho Kozuki Oden. Và tới lúc này, Kinemon vẫn không tin rằng thủ đô Hoa bị tàn phá thảm tệ như vậy là do con lợn tráng con này gây ra. Mặc dù trước đó Kinemon đã được Denjiro giải thích cặn kẽ. Không thể chờ đợi Kinemon đưa con lợn tráng con cho mình, Kozuki Oden miệng thì nói đó là lý do vì sao mà tôi bảo cậu đưa nó cho tôi đấy. Tay thì nắm lấy con lợn tráng con, vậy mà Kinemon vẫn chưa chịu trao con lợn tráng con cho Oden. Ấy không, xin đừng, con lợn tráng này đáng giá cả một thỏi bạch kim đấy, Kinemon nói và tay thì vẫn ôm con lợn tráng con. Trong khi đó, từ lúc Kozuki Oden xuất hiện trước mặt mình, Denjiro sững người ra, nhìn chằm chằm vào thần tượng của mình. Có vẻ như Denjiro đã được nghe kể rất nhiều về Kozuki Oden, nhưng tới thời điểm bây giờ thì mới có cơ hội gặp mặt. Và Kozuki Oden chính là người lớn duy nhất ở thủ đô Hoa này mà Denjiro kính trọng, nể phục. Còn lại thì Denjiro đều khinh bỉ, xem thường. Nếu các bạn để ý, có thể thấy cái cách mà Denjiro biểu lộ cảm xúc khi gặp thần tượng của mình, Kozuki Oden. Nó rất tương đồng với cái cách mà Kobe thể hiện cảm xúc của mình khi nhìn thấy những thông tin về Luffy trên tờ báo mà công chúa Rebecca đang đọc. Một người thì sững sờ, sung sướng đến phát khóc khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Một người thì vui sướng đến tê người khi đọc được những thông tin mới nhất về thần tượng của mình. Nếu Monkey D. Luffy là thần tượng lớn nhất cuộc đời của Kobe, thì tôi tin rằng Kozuki Oden chính là thần tượng lớn nhất cuộc đời Denjiro, một đứa trẻ mồ côi ở thủ đô Hoa. Quay lại với những thông tin trong chapter 961 này, có vẻ như chỉ có Kinemon và ba tên thợ săn là không biết hoặc không tin những câu chuyện về Sơn Thần, nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện mê tín dị đoan. Những người dân ở thủ đô Hoa ai cũng biết rằng Sơn Thần xuống núi phá hoại như vậy là vì con của nó, và họ đang ra sức tìm kiếm con lợn tráng con để xoa dịu cái cơn thịnh nộ của Sơn Thần. Đúng như lời của Denjiro đã nói trước đó với Kinemon, một con lợn tráng trưởng thành to như một quả núi. Chúng ta đã thấy những ngôi nhà ở thủ đô Hoa nhỏ bé như thế nào khi đứng cạnh Sơn Thần, và Sơn Thần đang thật sự rất tức giận vì việc con của nó bị bắt đi. Nó đang tàn phá cả thủ đô Hoa, nó ngoạm cả nhà cửa lẫn người dân. Một trong ba tên thợ săn bắt được con lợn tráng con trước đó đã tìm thấy Kinemon ở thủ đô Hoa. Nó rằng Otoru đã bị Sơn Thần ăn thịt và tất cả đều là lỗi của Kinemon. Kinemon nghĩ rằng nếu Otoru chết vì lỗi của mình thì ông không thiết sống nữa, và đã cầm kiếm lao lên tấn công Sơn Thần. Nhưng có vẻ như nhát kiếm của Kinemon không những không làm Sơn Thần yếu đi, mà ngược lại với vết thương này nó còn hăng máu hơn nữa, điên cuồng tàn phá thủ đô Hoa hơn nữa. Và lúc này Kinemon nhớ lại những ký ức với Otoru. Dường như Kinemon không chỉ trộm tiền của Otoru mà còn trộm tiền của rất nhiều người khác. Và cứ mỗi lần như vậy, Otoru đều phải đền bù tiền lại cho người ta. Otoru khuyên Kinemon nên kiếm một việc tử tế mà làm, đừng làm Yakuza nữa. Nhưng Kinemon nghĩ rằng với những người dân ở đây, với cái xã hội này thì nó khó chấp nhận sự hoàn lương của một người như ông. Và chúng ta đã thấy Kinemon gần như buông bỏ cuộc sống của mình mặc cho dòng đời đưa đẩy như thế nào. Tôi có chết thì thiên hạ họ càng mừng ấy mà. Chỉ tới lúc này khi bị Sơn Thần đã thương thì Kinemon mới thấy mình đã từng tồi tệ như thế nào và cảm thấy có lỗi với Otoru ra sao. Và rồi Kozuki Oden xuất hiện trước mặt Sơn Thần và trên tay ông là con của nó. Với điều này, người dân thủ đô Hoa nghĩ rằng chính Kozuki Oden là người đã dụ dẫn Sơn Thần tới để phá hủy nơi này. Kozuki Oden, cái thằng ranh đáng nguyền rủa đó, nó lại gây ra thêm tai họa nữa. Sao ngươi có thể làm được chuyện tán tận lương tâm như vậy hả? Mặc cho những người dân họ đang nghĩ gì thì Kozuki Oden vẫn không để ý. Tại tôi thèm thịt lợn nướng ấy mà. Đó là cái cách mà Kozuki Oden đáp trả lại những lời miệt thị của người dân thủ đô Hoa. Ông bỏ ngoài tai tất cả mọi lời chỉ trích, bởi vì dù sao thì cái suy nghĩ, cái góc nhìn của ông với những người dân nơi đây thật sự vô cùng khác biệt. Kinemon nằm đó với vết thương trên người, chứng kiến tất cả sự việc. Ông nghe tất cả những sự miệt thị của người dân thủ đô Hoa trút lên đầu Kozuki Oden. Mà nếu như đúng ra, người đang hứng chịu sự miệt thị đó không phải là Kozuki Oden mà chính là ông, Kinemon, một Yakuza. Và Kozuki Oden đã sử dụng sức mạnh của mình để thu phục Sơn Thần. Trên tay ông là hai thanh danh kiếm Diêm Vương Enma, Thiên Vũ Trảm Ameno Habariki. Chỉ với một chiêu thức duy nhất, Đào Nguyên Bạch Lan, Kozuki Oden đã hạ gục Sơn Thần trước sự ngỡ ngàng của người dân thủ đô Hoa. Kinemon thì mắt chữ A, mồm chữ O,
Còn Denjiro thì đang ngất ngây trong sung sướng. Có vẻ như ông trùm Yakuza Hiyo Goro Hoa Lệ cũng đang muốn hạ gục Sơn Thần, nhưng nhìn thấy màn trình diễn của Kozuki Oden thì ông cũng phải thốt lên rằng quả thật ấn tượng lắm, về thôi anh em. Có thể các bạn không để ý, cái cách mà Kozuki Oden sử dụng song kiếm dường như chúng ta đã thấy trước đó. Ý tôi muốn nói là nó rất giống với cái cách mà Yoro sử dụng song kiếm. Nhìn vào khung tranh này, bạn có thể thấy cái cách mà Yoro sử dụng song kiếm khi đấu với Kuna là giống với cái cách Kozuki Oden sử dụng song kiếm khi hạ gục Sơn Thần như thế nào. Còn đây nữa, cái cách mà Yoro hạ gục sát nhân Kamazo cũng cực kỳ giống với cái cách Kozuki Oden hạ gục Sơn Thần. Trong khung tranh tiếp theo, chúng ta đã thấy người dân thủ đô Hoa bắt thang lên xác của Sơn Thần mổ bụng, giải cứu những người dân đã bị nó nuốt chửng. Trong số những nạn nhân của Sơn Thần có cả Otoru. Điều thú vị ở đây là mặc dù Sơn Thần đã nuốt rất nhiều người vào bụng của mình, nó đã phá hủy 1/4 của thủ đô Hoa, nhưng không có một ai bị chết. Nhìn điều này làm tôi liên tưởng đến con trang khổng lồ hơn 400 tuổi Nola ở đảo trên trời Skypiea. Nó cũng đã nuốt rất nhiều thứ vào bụng của mình, bao gồm cả kho báu và một vài thành viên của bang Murom. Vậy là tất cả những người dân bị Sơn Thần nuốt, bao gồm cả Otoru đã được giải cứu. Và chúng ta đã thấy một cảnh tượng thật ấm áp, Kinemon đã ôm Otoru vào lòng. Tôi tin rằng Kinemon đã cảm thấy mình có lỗi lớn như thế nào với Otoru sau tất cả những gì ông đã gây ra. Còn với những người dân ở thủ đô Hoa, chỉ mới 30 giây trước họ còn miệt thị Kozuki Oden một cách thậm tệ, thì giờ họ đã thay đổi cách nhìn nhận về Kozuki Oden. Họ nể phục, họ muốn cảm ơn, nhưng họ vẫn còn lưỡng lự, vì họ vẫn nghĩ rằng chính Kozuki Oden đã dẫn dụ Sơn Thần tới thủ đô Hoa này. Sau khi được ôm gấu vào lòng, Kinemon hít một hơi thật sâu và đứng ra dõng dạc nói lớn muốn nhận tất cả tội lỗi do mình gây ra. Nhưng chỉ với một cái cốc đầu, Kozuki Oden đã ngăn cản Kinemon làm điều đó. Ở khung tranh tiếp theo, ta đã thấy một tên cận thần của Shogun Wano, Kozuki Tsukizaki, đưa cho Kozuki Oden một bức thư. Và bức thư này chúng ta đã thấy ở chapter 960 trước đó. Thay vì buồn bã với những thông tin trong bức thư, Kozuki Oden tỏ ra vui mừng, cười nói vì cuối cùng mình cũng đã bị trục xuất khỏi thủ đô Hoa. Có vẻ như đó là điều mà ông đã mong muốn, và ông đã công bố bức thư này cho tất cả người dân cùng xem. Cũng giống như cái cách mà ông ngăn cản Kinemon nhận trách nhiệm vụ Sơn Thần, người dân thủ đô Hoa tin rằng Shogun Wano đã quá nặng tay với con trai của mình, Kozuki Oden, và họ muốn cầu xin Shogun thu lại mệnh lệnh. Đáng thương làm sao, Shogun đại nhân, dường như ông... Không, toàn bộ thủ đô Hoa đã thừa nhận là nó không đủ khả năng để dung dưỡng tôi nữa. Kozuki Oden đã chăn ngang những lời cầu xin của người dân thủ đô Hoa. Kozuki Oden với hai thanh danh kiếm bên người đã lần lẫn bước đi một cách đầy hiên ngang và khí phách. Ông rời khỏi thủ đô Hoa với nụ cười trên môi, nhưng sau lưng ông là những khuôn mặt đầy buồn bã của người dân thủ đô Hoa. Chắc họ sẽ hối hận lắm với những lời miệt thị cho sướng miệng của mình dành cho Kozuki Oden trước đó. Nếu như trước đó rất lâu, Shimotetsuki Ryoma với chiến tích diệt rồng, thì ở thời điểm này, Kozuki Oden năm 18 tuổi cũng đã tạo nên một chiến tích diệt Sơn Thần. Trong lúc Kozuki Oden đang bắt đầu rời khỏi thủ đô Hoa, thì Kinemon vừa khóc nức nở với Otoru. Người đó, tôi sẵn sàng hy sinh vì một con người như thế. Denjiro đứng bên cạnh cũng nhanh miệng đáp lại, tôi cũng thế. Và hai người họ đang tranh cãi với nhau xem ai mới là gia thần đầu tiên của Kozuki Oden. Vậy là trong số các thành viên của chiến bào kim đỏ thì Kinemon và Denjiro là hai người được Kozuki Oden thu nhận đầu tiên. Và ngày hôm đó hai người bọn họ đã bỏ qua cái tôi của mình để phò tá Oden. Như chúng ta đã biết, theo thông tin trong chapter 920 trước đó thì Kozuki Oden đã bị phụ thân của mình trục xuất khỏi thủ đô Hoa và đưa tới Kuri. Nhưng có vẻ như ở chapter 961 này, sau khi bị cha của mình trục xuất khỏi thủ đô Hoa, Kozuki Oden và hai gia thần của mình là Kinemon và Denjiro chưa vội đi tới Kuri. Họ đang đi tới khu vực Hakumai, và điểm đến chính là dinh thự của lãnh chúa vùng Hakumai, Shimotetsuki Yasue. Nếu bạn để ý bản đồ Wano Quốc này, có thể thấy khu vực Kozuki Oden bị đầy tới là ở đây, Kuri này. Còn địa điểm mà Kozuki Oden đang đi tới khi rời khỏi thủ đô Hoa chính là đây, vùng đất Hakumai này. Vậy tại sao ông lại đi tới khu vực Hakumai thay vì đi tới Kuri? Tôi có thể giải thích điều này như sau. Trong khung tranh này, ta đã thấy Kozuki Oden dự định đi tới Kuri, nhưng... mình phải lấp đầy cái bụng đói này đã. Và đó có thể là lý do thay vì đi tới Kuri, ông đã đi tới Hakumai. Từ Hakumai để đi tới được Kuri thì Kozuki Oden phải quay ngược trở lại thủ đô Hoa, hoặc ông đi theo hướng qua khu vực Udon. Ngài Oden đại giá quang lâm, được diện kiến ngài đúng là niềm vinh hạnh cho tiểu nhân. Ngài Yasue đang mong ngóng ngài lắm đấy ạ. Một tên hầu cận của lãnh chúa Shimotetsuki Yasue nói. Bốc phát vừa thôi, làm gì có chuyện ngày ấy vui khi ta tới đây chứ? Kozuki Oden đáp lại. Có thể là đúng như Oden nói thật, vì chúng ta đã biết Kozuki Oden mặc dù mới chỉ 18 tuổi, chỉ mới 18 xuân xanh, nhưng dường như ông đã kinh qua tất cả các thế lại, từ cờ bạc, cây gú cho tới đâm chém, ông không sót một món nào. Và đúng như vậy thật, lãnh chúa Shimotetsuki Yasue xuất hiện. Và cậu nói không sai, làm gì có ai chào mừng một kẻ ngu ngốc vừa bị trục xuất khỏi kinh thành kia chứ? Cậu muốn gì hả, Oden? Và giờ là mang cả gia thần của mình đi cùng nữa sao?
đó là cái cách mà lãnh chúa Shimotetsuki Yasue chào mừng sự xuất hiện của Kozuki Oden. Có thể bạn không nhớ, nhưng có vẻ như những diễn biến ở cuối chapter 961 này là sự khởi đầu của đoạn hồi tưởng về lãnh chúa Shimotetsuki Yasue ở chapter 942 trước đó. Ở chapter 942 trước đó, ta đã thấy Kozuki Oden xuất hiện ở Hakumai, đang nói chuyện với lãnh chúa Shimotetsuki Yasue, và trên tay ông đang cầm thức ăn. Điều này là rất khớp với việc tôi đã nói lúc nãy, lý do vì sao Kozuki Oden không tới Kuri mà tới Hakumai. Bởi vì ông cần thức ăn để lấp đầy cái bụng đang đói của mình. Cũng ở chapter 942 này, ta đã thấy thái độ đầy gay gắt của lãnh chúa Shimotetsuki Yasue đối với Kozuki Oden. Và chắc là các bạn cũng biết lý do vì sao lãnh chúa Shimotetsuki Yasue lại gắt gỏng đối với Kozuki Oden đến vậy. Đó là vì những chuyện mà Oden đã gây ra từ lúc mới sinh ra cho tới lúc này, tính luôn việc sơn thần gây loạn ở thủ đô Hoa. Như tôi đã nói trong video phân tích chapter 960 trước đó, Kozuki Oden đã thay đổi tích cực từng ngày. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi sau khi bị đẩy tới Kuri, Kozuki Oden đã biến Kuri từ một nơi vô luật lệ trở thành một nơi đáng sống. Tất cả là nhờ những lời chỉ trích gay gắt của lãnh chúa Shimotetsuki Yasue dành tặng cho Kozuki Oden. Có thể nhiều bạn sẽ không thích những phần hồi tưởng trong One Piece, nhưng nếu bạn là một người thật sự yêu thích One Piece thì sẽ thấy rằng ẩn chứa bên trong những đoạn hồi tưởng này là rất nhiều thông tin hay ho, và nó có một sự liên quan chặt chẽ kết nối các chapter lại với nhau. Cũng qua những đoạn hồi tưởng này, ta mới thấy hết được sự lo lắng của lãnh chúa Shimotetsuki Yasue đối với sự tồn vong của đất nước Wano với gia tộc Kozuki. Nếu ở chapter 942, lãnh chúa Shimotetsuki Yasue gay gắt dạy bảo Kozuki Oden phải thấu hiểu những việc làm của cha mình, Shogun Wano Kozuki Tsukiyaki. Hay sau đó, trong chapter 943, ta đã thấy một lãnh chúa Shimotetsuki Yasue đầy lòng nhân từ và giàu lòng trắc ẩn. Chính bao kiếm đỏ đang trộm tiền của ông, nhưng ông không giết bọn họ hay đánh đập, tra tấn, mà ngược lại ông còn cho thêm tiền bọn họ. Ông khuyên chính người này, những thuộc hạ của Kozuki Oden nên học lại từng cử chỉ thái độ, mua lấy vài quyển sách về đọc, bổ sung cho bản thân thật nhiều kiến thức và hiểu biết. Cốt là để chính người họ có thể phò tá Kozuki Oden được tốt nhất. Hay ở thời điểm hiện tại, 41 năm sau đoạn hồi tưởng này, trước khi ông bị sư tử, chúng ta cũng đã thấy một lãnh chúa Shimotetsuki Yasue trăn trở lo lắng cho liên minh của Luffy như thế nào. Và chính ông là người đã thay đổi địa điểm hội quân của liên minh. Sau tất cả những điều này, tùy thuộc vào mỗi bạn xem video này, sẽ có một cảm nhận riêng về nhân vật lãnh chúa Shimotetsuki Yasue này. Riêng tôi thì tôi thấy thương cho ông quá, và tôi phải công nhận rằng Oda đã xây dựng một hình tượng lãnh chúa Shimotetsuki Yasue quá mức sắc sảo. Ông không khó khăn về vật chất, nhưng nội tâm của ông thì luôn lo lắng, luôn bồn chồn đầy bất ổn. Đó là bởi vì ông là một người yêu nước, lo lắng cho vận mệnh của đất nước mình. Nhưng cuộc sống thì lại không công bằng, một người tốt như ông nhưng lại có một cuộc đời đầy sóng gió. Đến lúc chết thì ông cũng không được chọn cái cách mà mình muốn. Trong video phân tích chapter 955 trước đó, tôi có dự đoán rằng phu nhân Kozuki Toki chính là Kozuki Hiyori ở thời điểm hiện tại, và cô bé Otoko chính là Kozuki Hiyori thật. Và cho tới thời điểm chapter 961 này, tôi càng củng cố cái giả thiết đó của mình hơn. Bởi vì đoạn hồi tưởng này là 41 năm về trước, thời điểm đó lãnh chúa Shimotetsuki Yasue ít nhất cũng đã hơn 30 tuổi. Vì thế quay ngược trở lại hiện tại thì lãnh chúa Shimotetsuki Yasue cũng đã phải hơn 70 tuổi. Hoặc nếu bất ngờ nhất thì ông cũng đã phải hơn 60 tuổi, có nghĩa là 41 năm trước ông tầm 20 tuổi. Còn cô bé Otoko thì chỉ tầm 10 tuổi trở lại. Một người 60 tuổi có con 10 tuổi khá là khập khiễng. Trước đó Ozo, để tránh bị bại lộ thân phận, Kinemon cũng đã nói rằng Kozuki Oden Momonosuke là con trai của mình. Vậy nên rất có thể lãnh chúa Shimotetsuki Yasue còn rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết. Trong khung tranh cuối cùng của chapter 961 này, một kẻ mà ai cũng biết, một kẻ mà ai cũng ghét, một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt đã xuất hiện. Kurozumi Orochi, tướng quân hiện tại của Wano Quốc, nhưng ở thời điểm đoạn hồi tưởng 41 năm về trước này, hắn chỉ là một người hậu cận vừa được lãnh chúa Shimotetsuki Yasue thu nhận. Có vẻ như Orochi nhỏ tuổi hơn Kinemon và tầm trạc tuổi Denjiro. Qua những lời nói đầu tiên, những hành động đầu tiên khi xuất hiện thì ta cũng dễ dàng đoán được một phần nào đó bản chất của tên Orochi này. Xu nịnh, lương lẹo và đầy nham hiểm. Nhìn vào tên Orochi này tôi lại nghĩ ngay tới Masoretic. Hắn cũng đã từng ẩn mình một thời gian dài trong bang hải tặc râu trắng. Và nếu Orochi ở thời điểm 41 năm trước này đã được lãnh chúa Shimotetsuki Yasue thu nhận, thì cũng với cái tên Orochi này ở thời điểm hiện tại chính là kẻ đã giết chết lãnh chúa Shimotetsuki Yasue, người đã cưu mang hắn 41 năm trước. Và đó là cái cách mà một kẻ đê hèn trả ơn cho người đã cưu mang giúp đỡ mình. Tôi sẽ có một video nói riêng về nhân vật Orochi này. Tôi đang rất nóng lòng mong chờ tới đoạn Kozuki Oden đụng độ với Sutenmaru. Hy vọng trong một vài chapter tiếp theo Oda sẽ cho xuất hiện nó. Còn đây là tất cả những điều mà tôi muốn nói về chapter 961 này. Hy vọng anh em thích nó. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.